bác gì đến từ Thái Bình đây. Trước có cây rành rành 9 triệu đây. Một loạt xi bim bim lằng ngoằng nhìn hoa cả mắt luôn. Đấy, như lợn con, bày như lợn con. Xi búp đỏ bày như lợn con luôn. Biêu, đánh biêu. Đánh danh quả ở đấy thì sợ quá. Đấy, một loạt kiểu như là ngoằng này. Ông lập ông ấy hốt đống này về ông bán. Cái này là cây gì bác? Sung cái gì? Xi xanh. Xi xanh. Sung. À mini. Rồi con này nhiều quả chưa? Uống khéo rồi. Chả nhiều quả. Đấy. Mua đi bác, về chơi. Đấy. Loại này nhìn nó lằng nhằng quá, hoa hết cả mắt. Bàng. Cái vọng cách cái cây gì mà để thụt từ trong kia ấy. Không cái nhìn dấu. Rõ. Không nhìn rõ. Thế là chạy ra xem. Nhìn cái lô này hoa mắt quá. Nó lằng ngoằng. Cũng được. Nó như mình xem đây. Rành rành. Sự phép của bác là những con này em không ưng nên là không hỏi giá các. Còn mà quay cái khác. Rành rành là có cái bìu kiểu như bị u ấy. Đấy, u. Đôi mai sư thủy dáng cổ. Dáng cổ. Đấy, xin quê. Con này bao nhiêu anh? Gì em? 7 triệu. 7 triệu. Quê đúng không anh? Đúng rồi. 7 triệu. Chân chiếc hay phết. Còn những cái loạt mini này thì trung bình là bao tiền? 450 một cây. Xanh là 750 cây. Đấy, con xanh này hay đấy. Chân cẳng. Da lại như Nam Điển. Da rồi. Lá nhìn dăm thì biết là không phải. Đó. 7 triệu. Hơn 7 triệu. Đẹp. Rất thoáng cây. Làm luôn tại chợ luôn. Nghệ nhân này. Mình tên gì anh? À, mình tên là gì anh nhỉ? Anh Trương đến Thái Bình ấy đúng không? Anh đọc cho em cái số điện thoại được không? Có anh nào thích cây của bác thì gọi giao lưu luôn. 091 2244 369. Anh Trương em Thái Bình. Bây giờ là chắc là lên chợ thường xuyên đúng không anh? Đi hoài lắm. Con này rất nghệ thuật đấy. Rất là nghệ thuật. Ngày xưa là một cái cổ của một cái cây nào đấy nữa đúng không? Đợi quá. Có
khi lại hay hơn cả cái cây mẹ của nó. Rồi các bác có dịp thích cây nào của anh Trương thì gọi cho anh Trương. Đấy, mang rất nhiều xe tải lên. Cây linh sam kia của mình là bao nhiêu anh? 1,6 triệu. Xì đẹp quá. Con này thì như nào anh? Sao lại lộn nó lên này? Vừa nãy thấy nó tại hực. À, định trồng lại thế này à? Không hợp lý lắm nhỉ. Thế thì phải xử lý lại cái ngọn kia. 18 triệu. 18 triệu cho con đổi các bác. Đổi. Trồng cái này. Trồng cái này. Đẹp, nói chung là đẹp. 18 triệu. Trường thì Thái Bình ngày hôm trước phía trước cũng rất nhiều bảng. Đấy, vừa nãy nó đứng cơ. Bây giờ tôi mới hỏi, thắc mắc tò mò mới hỏi. Nhưng mà để ý đồ của một ai đấy. Vệ biết rất tốt. Phiên tháng thiếu đây mà rất là đông. Những cây mà có giá trị các bác. Bây giờ các bác đừng có suy nghĩ là mang ra chợ là những cái cây rẻ tiền, những cái cây hết đát hoặc là lỗi lầm gì các bác nhé. Chợ ở đây là rất nhiều thể loại luôn, từ cây đắt tiền cho đến cây ít tiền có. Nhưng mà chẳng qua là mình cứ nghĩ quy nó về chợ nó tầm thường hơn triển lãm nó như vậy. Nhưng các bác đang hiểu sai rồi, đang hiểu sai. Ở chợ này giao dịch rất nhiều ấy. Tất cả các nghệ nhân cũng từ chợ mà ra. Lấy cây về mới có làm để ra chợ. Một con gì 18 triệu. Và con xanh quê kia. Tôi thích con xanh quê này kia. Xanh quê là 7 triệu. Bình thì rất nhiều vọng cách, miền Bắc, miền Nam có nhiều, nhưng mà miền Bắc chơi này có vẻ nhiều hơn. Cách vừa làm thuốc vừa là ăn lá sống, vừa chơi cây cảnh, rất được nhiều chức năng. Vọng cách, đấy, rất nhiều. Và bây giờ còn là hàng ngoài. Phải. Dưới còn treo đổ. Nhìn chả nhìn thấy lá đâu rồi. À, cái này thì cũng phun ra ngay. Lá gì thì quan trọng cắt hết lá. Quê mà. Tôi là bé. Cái thân không. Ê. Đổ kinh tâm đấy. Đổ ác chiến ấy. Thác này gọi là thác. Nhưng mà tay cá không có. À, xanh thì làm chắc nhanh. Ngầu. Đây là con xì hoành tráng. Đấy, đấy chưa. Yeah.
bệ bệ hơi không được ưng ý lắm. Chui vào kia xem muốn sắm có vọng cách mà gió kia hơi khó nhìn. Con này sau rất bay đây, rất nghệ thuật đấy. Này về cho ôm đá luôn là ngon đấy. Cây này mà phán giá là bao nhiêu anh? 1,5 triệu. Còn chưa. Đây. Con này. Con này là cây xanh như cái si ạ. Dòng có để trong nhà được đấy. Si đỏ đấy. Giá rất hợp lý. Đây, mẹ thích cái con này, chơi được chơi con này. Đem nhiều tiền đi, tất nhiên là bằng cả được nữa, nhưng mà nói chung là nó thuộc hàng nhiều tiền. Ngầu này. Ngầu hoa rất đẹp. Chính là chơi ngầu cũng hay đấy, chứ không phải chơi mịt quế hay đâu. Hoa nó rất là hay. Để xa khu vực đằng sau kia xem có cây gì không? Đằng kia có cây dù rất to.